ở trên thị trường bây giờ thì đang có rất là nhiều loại collagen khác nhau. Trước đây thì mẹ Sumo cũng có dùng khá là nhiều loại, bởi vì thực ra là mình cũng rất là quan tâm tới các sản phẩm làm đẹp. Thế nhưng mà đợt này thì mình chuyển sang hẳn một cái loại collagen rất là khác, và có thể nói là cái loại collagen đậm đặc nhất trong danh sách những cái thực phẩm bổ sung collagen mà mình đã từng dùng. Là một loại có xuất xứ từ Nhật Bản, có tên là Hebora Collagen Enrich. Thì khi mà dùng ý, thì mình mới cảm nhận được là tại sao nó lại có cái tên như thế này. Bởi vì là cái hàm lượng collagen ở trong sản phẩm này vô cùng đậm đặc. Nó chứa tới tận 16.000mg peptide collagen thủy phân từ cá biển cơ. Và với cái sự đậm đặc như thế này thì mỗi một ngày mình chỉ dùng từ 15 đến 20ml thôi. Ở độ tuổi như mẹ Sumo á, độ tuổi U40, tức là ngoài 30 tuổi rồi, từ 30 cho đến độ 39, 40, thậm chí là lớn hơn nữa, U50, thì cái việc bổ sung collagen là vô cùng cần thiết. Thực ra thì cái việc mà để mình đầu tư cho một cái bộ sản phẩm chăm sóc da tốt hay là đắt tiền thì cũng cần. Tuy nhiên là nếu như mà ở độ tuổi này mà chỉ thoa ngoài da không á thì chưa đủ. Các sản phẩm mà có bổ sung collagen bình thường ấy thì có thể là thời gian tác dụng nó khá là lâu, nhưng với sản phẩm này thì mọi người có thể bắt đầu thấy hiệu quả sau 3 đến 4 tuần. Và với cái sản phẩm collagen này thì người ta khuyên là mình nên dùng liên tục 3 tháng liên tục, hoặc là ít nhất là 1 năm thì mình có thể dùng 3 chai như thế này. Khi mà dùng cái sản phẩm mà có bổ sung collagen á, thì thường những cái bạn nào mà hơi dư thừa cân một chút thì có lo là không biết là nó có nhiều đường hay không này, rồi nó có gây mập hay không. Thì thực ra là cái vấn đề mà tăng cân cũng là nỗi lo của mẹ Sumo, cho nên là mình cũng phải nghiên cứu rất là kỹ với những cái sản phẩm nào mà nó quá là nhiều đường. Mọi người uống, có những cái loại collagen trên thị trường thì uống vào mà bị khé cổ luôn vì nó quá là ngọt. Thì sản phẩm này nó hoàn toàn nó có vị ngọt, nhưng nó là vị ngọt tự nhiên từ hơn 100 loại rau củ quả cơ. Nó hoàn toàn không có đường. Và đây là sản phẩm không hề gây tăng cân nhá. Thậm chí là nó ngoài cái công dụng là làm đẹp da thì nó còn có chức năng thải độc nữa, bởi vì nó chứa rất là nhiều cái hàm lượng vitamin từ rau củ quả. Cho nên là cái đợt vừa rồi thì như đã nói, mẹ Sumo có bị mụn nội tiết ấy, và mình cảm thấy là gan rồi các thứ thải độc của mình trong cơ thể không tốt á. Cho nên là mình đã được giới thiệu và dùng ngay cái sản phẩm này. Thì bắt đầu đến bây giờ là bắt đầu thấy được hiệu quả rồi. Sau khoảng độ hơn 3 tuần một chút thì bắt đầu thấy hiệu quả, để hôm nay chia sẻ với mọi người. Sản phẩm có chứa hàm lượng collagen rất là lớn này, rồi được chiết xuất từ rau củ quả này, ngoài ra còn chứa 5.000mg vitamin C nữa, cho nên là đặc biệt tốt với những cái làn da nào mà gọi là chịu hậu quả sau mụn hay là làn da bị thâm nám ấy, thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho da của mình căng sáng dần lên. Và ngoài ra ấy, thì nhờ cái hàm lượng vitamin rất lớn và rau củ quả, cho nên là nó cũng giúp tăng cái sức đề kháng cho cơ thể nữa. Đối với tất cả các thức uống và bổ sung collagen á, thì là mình sẽ có hai cái thời điểm mà mình uống phù hợp. Đầu tiên là cái thời điểm mà sau khi thức dậy, có nghĩa là trước 30 phút trước khi ăn sáng thì mình sẽ uống độ 15 đến 20 ml. Và một cái thời điểm nữa là thời điểm trước giờ đi ngủ, trước giờ đi ngủ độ khoảng 30 phút, thì đấy là hai cái thời điểm trong ngày mà collagen hấp thụ tốt nhất. Mình nhận thấy cái tác động rất là rõ trên cái làn da của mình trong cái việc là làm mờ vết thâm và cả làm mờ vết nám nữa. Thì mẹ Sumo cũng đã giới thiệu cái thức uống bổ sung collagen này cho một vài chị bạn, và cũng được các chị nói là dùng xong thì thấy da căng bóng hơn trông thấy. Bây giờ mà so sánh lại làn da của tuổi ngoài 30 với làn da tuổi ngoài 20 thì làn da bây giờ đẹp hơn hẳn luôn. Cho nên là cái dấu hiệu lão hóa thì rõ ràng là nó có, tuổi già nó sẽ đến. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái phương cách phù hợp ấy, thì mọi người có thể gọi là đẩy lùi, người ta thường nói là đẩy lùi cái tốc độ lão hóa, làm chậm lại cái tốc độ lão hóa.